Minh Phương cùng Bích Hồng xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, từ 0 giờ hôm nay cả nước cơ bản dừng cách ly xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo người dân vẫn nên hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết và không tập trung đông người để tiếp tục chiến thắng đại dịch quý vị nhé. Và bây giờ không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống thường nhật như trước đây đang dần quay trở lại sau những ngày cách ly xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cùng đồng bọn vừa bị bắt vì đã câu kết gian lận thông đồng trục lợi trong mùa dịch. Thịt heo nhập khẩu rao bán tràn lan trên chợ online với giá siêu rẻ. Thêm nhiều sới bạc ở các tỉnh thành bị xóa sổ, trong đó có nhiều sới bạc ở miền Tây. Thưa quý vị, hơn nửa tháng nay chúng ta đã quá quen thuộc với khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh yên ả vắng lặng trong những ngày cách ly xã hội, mà đối với nhiều người thì đó là một nhịp sống bất thường. Và hôm nay cùng với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cơ bản dừng cách ly xã hội, nhịp sống thường nhật như trước đây đang dần quay trở lại, khiến ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi. Hãy cùng chúng tôi nhìn ngắm khung cảnh thành phố nơi các công viên, hàng quán cho đến đường phố đang rục rịch quay trở về với cuộc sống cũ thường nhật như trước đây trong ghi nhận sau đây. Hôm nay ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh dừng cách ly xã hội thì phía sau lưng tôi là đường Võ Văn Ngân thuộc quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể thấy là xe cộ và người dân đi lại rất là tấp nập, và các hàng quán nè, các loại hình kinh doanh dịch vụ khác cũng đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường. Và sau hơn 20 ngày cách ly toàn xã hội thì giờ đây người dân đã trở lại cuộc sống bình thường, hối hả và tấp nập. Từ sáng sớm, những con đường tấp nập xe cộ qua lại ngược xuôi, những công viên cũng đông đúc người đi tập thể dục, tản bộ. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi vì được thoải mái hơn trong việc đi lại, ăn uống. Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc vì trong cái công cuộc kiểm soát dịch này của nước ta thì rất tốt. Hiện tại thì tôi khá là an tâm khi ra đường vào thời điểm này. Việc mà ngưng cách ly xã hội là cũng là thứ nhất là cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, bởi vì đó là cái kết quả của người dân, của cộng đồng, của xã hội. Hết cách ly xã hội cũng là một cái điều kiện tốt để chúng ta quay lại cuộc sống nó bình thường. Mình thấy mọi người hứng khởi ra đường lại và bắt đầu một cuộc sống lặp lại như những ngày bình thường. Nói chung là mọi người cũng hồ hởi để đi làm, thay đổi cuộc sống những ngày trong sự cách ly. Trong những ngày cách ly ấy, thì mình vẫn đi làm. Công việc của mình là 24/24. Tốt nhất là mình vẫn làm theo những sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vẫn đeo khẩu trang, đi làm thì vẫn rửa tay, vệ sinh cá nhân. Nói chung là mình vẫn phải tiếp tục trong cái đợt này, tại vì ở nước ngoài người ta vẫn còn dịch. Những hàng quán cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại. Đặc biệt, các tiệm tóc, quán ăn tiến hành lau chùi sạch sẽ, nhận 4-5 khách ngồi lại quán và đặt khoảng cách đảm bảo an toàn. Dù còn hoang mang về việc có được phép kinh doanh hay không, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy vui vì được mở cửa, dứt dắt được phần nào tổn thất sau một thời gian dài đóng cửa. Có thể nói, nhịp sống người dân dần trở lại bình thường sau những ngày cách ly xã hội. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân trở nên lơ là và chủ quan. Hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp y tế nhằm đảm bảo dịch không có điều kiện bùng phát trở lại. Trong bối cảnh giá thịt heo ngoài chợ dân sinh và siêu thị không chịu hạ nhiệt, thì thịt heo mang danh nhập khẩu lại được rao bán tràn lan trên các chợ online với giá rẻ đến bất ngờ. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng cũng tỏ ra lo ngại chất lượng của mặt hàng này. Mời quý vị cùng tìm hiểu thực hư sự việc với ghi nhận sau. Chỉ cần mở mạng xã hội Facebook gõ từ khóa thịt heo nhập khẩu là người dùng có thể nhận được hàng loạt kết quả về các nhóm và bài đăng bán hàng, giá cả phong phú tùy loại với thịt heo nhập khẩu từ Nga, Canada, Úc. Điều bất ngờ, có những nơi rao bán thịt heo nhập, nhưng khi được hỏi thì chủ Facebook lại nói là không phải nhập. Không phải hàng nhập đâu ạ. Hàng đấy là của em ở hàng chợ đấy. Chợ của các em nói chắc là bên này của em đã bị cung cấp cho các trường học. Nhưng đợt này các trường học nó đang nghỉ. Qua khảo sát, cùng một loại thịt nhưng mỗi nơi báo một giá khác nhau, chênh lệch tới 10.000 đến 30.000 đồng. Lý giải cho việc mỗi nơi bán mỗi giá, một chủ tài khoản Facebook bán hàng cho biết. 115.000 một cân, mua từ hai bảng còn 99.000 một cân thì ạ. Thường Canada thì ạ. Những cái người mà bán tầm
tám mấy nghìn ý, thì là cái sườn đấy là cái sườn kiểu dạng như là sườn rẻ tiền, cái đấy thì em không nhập. Còn đâu là cái sườn mà 140 nghìn ý, là các bạn đấy chắc là các bạn ý nhập lại. Vì được quảng cáo là thịt và sườn nhập khẩu nên nhiều người tiêu dùng đã mua về chế biến các món ăn. Thì nhiều người bán mặt hàng thịt lợn nhập khẩu, thịt lợn và sườn nhập khẩu, và tôi thấy là giá cả nó khác nhau. Người thì bán giá rất là cao, có nơi thì bán giá rất là thấp. Những cái giá cả như thế thì chất lượng nó thế nào? Thì tôi đang cũng đặt một câu hỏi là như thế. Hầu hết người bán đều khẳng định về chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng bày tỏ nghi ngại về vấn đề nguồn gốc sản phẩm. Mong rằng các cơ quan chức năng cần kiểm soát tốt nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm để tránh hiện tượng chợ mạng treo đầu dây bán thịt chó, đánh lừa người tiêu dùng. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Cụ thể đã có 7 người bị bắt, trong đó có một vị là phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã câu kết gian lận thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm thiết bị xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết gian lận thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống RealTime PCR tự động xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Bị bắt cùng ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, còn có 6 đồng phạm khác bao gồm Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán, Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán, Đào Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam, Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech, và Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông. Thưa quý vị, cách đây không lâu tại Lâm Đồng đã xảy ra vụ thảm án gia đình gây rúng động dư luận khi hai mẹ con trú tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ đã lên kế hoạch mua súng bắn chết chồng và cha để giải tỏa uất hận vì thường xuyên bị hành hạ. Đây là ngôi nhà xảy ra vụ án mạng này. Thưa quý vị, mới đây bằng các biện pháp nghiệp vụ qua đấu tranh, hai mẹ con bị can khai nhận hoàn toàn trái ngược với lời khai ban đầu trước đó. Cụ thể là hai mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, nhiều lần rút tiền trong sổ tiết kiệm cho con trai Phạm Phi Trường, 19 tuổi tiêu xài. Đến khi số tiền hết, sợ ông Phạm Văn Dũng, 56 tuổi phát hiện nên bàn nhau mua súng sát hại chồng và cha. Được biết là hai vợ chồng ông Dũng, bà Nga sống cùng với con trai út là Trường. Ngoài ra còn có con trai lớn hiện đang thụ lý án giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Dù hai con hư hỏng nhưng bà Nga vẫn che giấu chồng, nuông chiều đáp ứng các nhu cầu của con, khiến cho ông bà thường xuyên mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái. Những ngày qua, trong khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, thì một số người vẫn bất chấp tụ tập đánh bài, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hàng loạt con bạc bị bắt quả tang khi đang say máu đỏ đen, trong đó có không ít quý bà. Minh chứng là chiều ngày hôm qua, Công an huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công một sới bạc nằm sâu trong rừng Bạch Đàn dưới hình thức đá gà tại đỉnh đèo Mang Giang, xã Kra, bắt giữ 49 đối tượng cùng tang vật là 8 con gà đá, 3 ô tô và 16 xe máy. Cũng trong chiều qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc nằm tiềm ẩn sâu trong chợ mua bán khô thuộc trung tâm thương mại thành phố Rạch Giá, tạm giữ 12 con bạc, trong đó có 10 phụ nữ, 3 bộ bài tây và số tiền trên 242 triệu đồng. Các con bạc này đa số là tiểu thương mua bán tại chợ khô và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Rạch Giá. Trong lúc hơn chục con bạc là các chủ sạp mua bán các loại khô trong chợ ở Kiên Giang và hàng chục con bạc ở Gia Lai đã bị bắt giữ để chờ xử lý theo quy định của pháp luật, thì tại tỉnh Hậu Giang, lực lượng chức năng cũng đã triệt phá nhiều sới bạc và bắt giữ nhiều đối tượng máu đỏ đen. Mới đây, cơ quan công an bắt quả tang ông Nguyễn Văn Tư cùng 5 con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bài ăn tiền tại nhà của ông Tư ở ấp Nhân Hòa, xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Tang vật tạm giữ tại chiếu bạc là hơn 6 triệu đồng và 7 bộ bài tây. Ngoài ra, qua kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ trên 28,5 triệu đồng, 5 điện thoại di động. Chỉ một ngày sau, Công an huyện Châu Thành A tiếp tục bắt quả tang 8 đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại một nhà dân ở ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Tổng số tiền tạm giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 30 triệu đồng, 5 điện thoại di động các loại. Thì đó, bệnh này cũng sợ mà. Chơi chưa biết đâu. Giờ trong mình cũng bệnh dữ lắm mà tim bệnh gan thì tập lưng hết trơn rồi, cô Na nó hết sợ. Thì thời gian gần đây trên địa bàn huyện Châu Na thì có tiến hành triệt xóa một số điểm tệ nạn xã hội, thì trong đó
phần lớn là các đối tượng là không có nghề nghiệp ổn định. Một số đối tượng thì tham gia ham mê cờ bạc từ trước đến nay. Thì đặc điểm chung của nhóm đối tượng này là cái ý thức chấp hành pháp luật thì còn kém. Đồng thời là cái tinh thần nhận thức về cái sự nguy hiểm của dịch bệnh thì nó chưa cao, nên dẫn đến là tụ tập tham gia đánh bạc. Tụ tập đông người để thực hiện hành vi đánh bạc thì có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Ngoài ra nếu còn thực hiện một số hành vi như là chống người thi hành công vụ hoặc là gây rối trật tự công cộng thì tùy mức độ của hành vi đó mà có cái biện pháp xử lý phù hợp. Nhiều ngày gần đây cả nước không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, tình hình dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do đó, chỉ cần một hành vi thiếu ý thức như tụ tập đánh bài thì dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Lúc này, công tác phòng chống dịch phải quay lại từ đầu và hậu quả là khó đong đếm được. Với phương châm quen thuộc, nếu bạn khó khăn, hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đầy đủ, xin nhường cho người khác. Siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng được nhân rộng và đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần nhằm giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Siêu thị gồm 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm, gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện. Trong đó, một khách hàng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100.000 đồng và 2 lần cho 1 tháng. Mỗi người vào siêu thị sẽ được phát một tấm phiếu có ghi danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, trứng, mì tôm để người đi siêu thị thoải mái lựa chọn những đồ cần thiết cho mình. Tôi là chạy xe ôm cho cái nói chung là cái bệnh viện Hòa Hảo, nhưng mà thất nghiệp từ hơn cả tháng nay là có cái tinh thần hỗ trợ cho những người nghèo gặp khó khăn trong cái dịch Covid-19 này. Tôi cũng cảm ơn những nhà hỗ trợ Mạnh Thường Quân không tạo điều kiện cho tôi những lúc khó khăn trong Covid-19 này. Tôi cũng làm cho bảo vệ địa phương á em, thấy cái này là ra để ủng hộ cho người lao động với mà hoàn cảnh khó khăn hoặc là mình làm nữa là thu nhập thấp đó, thấy như vậy là mình nữa là rất là cảm ơn với nhà tài trợ với những người đã góp sức ở trong đây đó, là làm như vậy là tôi rất là phấn khởi. Đặc biệt siêu thị không hề có người bán mà chỉ có người hướng dẫn. Chính điều này đã tạo nên cảm giác thoải mái, hạnh phúc như đang đi siêu thị thực thụ cho nhiều người đến nơi đây. Chúng tôi gọi là siêu thị hạnh phúc bởi vì chúng tôi muốn là người dân, những người khó khăn ngoài việc đến đây người ta được tặng đồ, người ta còn được trải nghiệm cái cảm giác đi siêu thị, tức là người ta được phục vụ như một khách hàng chứ không phải là người ta đến đây để nhận đồ phân phát hay gì cả. Vì thế là quyết định mở ra mô hình siêu thị hạnh phúc như thế này để những người mà đang có cái năng lượng cả về sức lực và cả về trí óc là đang mạnh mẽ nhất và là những cái đối tượng mà có thể truyền được cảm hứng đến những cái bạn trẻ khác, thì tôi qua cái chương trình này thì tôi cũng hy vọng là không chỉ giúp đỡ được những người nghèo mà mình còn chia sẻ, lan tỏa được cái ý nghĩa của chương trình là hạnh phúc là sẻ chia để cho tất cả cộng đồng. Siêu thị Hạnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh đã là điểm thứ 18 của hệ thống siêu thị trên cả nước. Mong rằng với tinh thần tương thân tương ái, sự đồng lòng chung tay của nhiều mạnh thường quân sẽ tạo nên những điều hạnh phúc nhất đến với những người gặp khó khăn để chúng ta cùng nhau vượt qua mùa dịch. Liên quan đến những vấn đề đời sống ảnh hưởng bởi thời tiết, mới đây tại tỉnh Bình Phước, cơn mưa lớn kéo dài 2 ngày đã khiến hàng chục tấn sầu riêng rụng trắng vườn, nhiều căn nhà bị tốc mái gây thiệt hại nặng nề. Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gió lớn quét qua địa bàn xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, làm nhiều diện tích sầu riêng bị rụng trái xanh, ước tính thiệt hại khoảng hơn 5 tấn sầu riêng xanh sắp thu hoạch, các hộ gia đình thiệt hại hàng trăm ký đến cả tấn quả. Còn tại địa phận xã Phước Tín, phường Long Phước và phường Sơn Giang thuộc thị xã Phước Long và một phần huyện Phú Riềng cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích cây ăn trái bị gãy đổ, đẩy bà con nông dân vào tình cảnh khốn đốn. Hậu quả nặng nề nhất là xã Phước Tín, thị xã Phước Long với hơn 15 tấn sầu riêng bị rụng dưới đất thất thu. Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Sau cơn dông, lực lượng dân quân đã kịp thời có mặt hỗ trợ người dân gia cố lại nhà cửa, sửa chữa mái nhà và thu dọn những vườn cây bị gãy đổ, rụng trái. Cộng đồng mạng hiện đang bàn tán xôn xao trước vụ việc một người tự xưng là bác sĩ nhưng lại không chấp hành việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Không những thế, người này còn cố tranh cãi đúng sai, chống đối lực lượng chức năng. Thực hư ra sao, quý vị hãy cùng theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Bây giờ anh cắt tôi đứng lại đây này, chúng tôi nhanh là nguy cơ với nhau. Anh có công nhận không nào? Đúng rồi, vì anh bắt tôi.
tôi có tiếp xúc với ai không? Tôi không tiếp xúc với ai cả. Anh bắt tôi dừng lại thì tôi mới là người vi phạm. Còn nếu anh để tôi đi thì tôi lại không phải là người vi phạm. Bởi vì sao tôi có tiếp xúc với ai đâu? Tôi là bác sĩ. Ở đâu thì anh đừng hỏi, tôi không cần biết. Người này lại cho rằng anh ta chạy xe ngoài đường không đeo khẩu trang là không sai vì không tiếp xúc với ai cả. Mặc dù lực lượng chức năng đã cố gắng giải thích và đưa khẩu trang cho người đàn ông này, nhưng anh ta lại từ chối và vẫn tiếp tục ngoan cố tranh cãi. Với tư cách là một người dân bình thường, anh ta đã vi phạm quy định và thiếu ý thức trong việc phòng dịch. Còn nếu thật sự anh ta là một bác sĩ, thì quả thật không còn từ ngữ nào để diễn tả về hành vi này. Thường thì một số con đường ở vùng nông thôn dẫn vào nhà dân sẽ rất nhỏ hẹp vì xung quanh là ruộng vườn của bà con. Chạy xe máy, xe đạp là chuyện rất đơn giản. Nhưng mới đây thì một chiếc xe ô tô đã về thăm quê trên con đường làng nhỏ quanh co và đã xảy ra một sự việc hy hữu. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy cùng theo dõi đoạn camera tiếp ngay sau đây nhé. Đường nhỏ hẹp bề ngang chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô đi qua. Hai bên là cây cối phủ tùm. Và tình huống tréo ngoè đã xảy ra khi xuất hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy chạy ngược chiều. Dù người này đã cố nép vào né tránh ô tô, tuy nhiên do dẫm phải vùng đất trũng ven sông nên bị hụt chân, dẫn đến té lao xuống sông. Tuy lỗi không phải do ô tô, song cũng vì né ô tô mà té ngã, thế nên người đàn ông đã yêu cầu tài xế xuống giải quyết tai nạn. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay cũng là một tình huống liên quan đến giao thông. Nam thanh niên đi xe máy không đội nón bảo hiểm còn bất chấp tạt đầu xe ô tô để rồi nhận lấy cái kết đắng. Hình ảnh từ clip cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái ngồi phía sau lưu thông trên đường. Điều đáng nói là cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Sau khi tạt đầu chiếc xe ô tô chạy cùng chiều, nam thanh niên đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe ô tô 7 chỗ đi phía trước. Va chạm xảy ra khiến cho cả hai bị hất văng xuống đường. May mắn là không ai bị thương. Ngay sau đó thì đôi nam nữ tự đứng dậy rồi tiếp tục di chuyển. Được biết vụ việc xảy ra trên đường Trần Nhật Duật, Hà Nội. Những cánh cửa tử thần của các phương tiện xe bốn bánh đã từng gây ra rất nhiều vụ việc đau lòng chỉ vì bất cẩn trong lúc mở cửa xe. Sau một thời gian tạm lắng thì mới đây, một sự việc thương tâm xuất phát từ vấn nạn này lại tái diễn gây chết người thưa quý vị. Clip ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra trên một con đường đông đúc. Một ô tô con dừng sát vỉa hè, người đàn ông trong xe mở cửa thiếu quan sát. Đúng lúc, một chiếc xe máy lao tới, hai bên xảy ra va chạm. Người phụ nữ điều khiển xe máy loạn choạng rồi ngã xuống đường. Nạn nhân bị xe đầu kéo đang đà đi tới cán qua người của chồng thương tâm. Người đàn ông vội chạy ra ngoài nhưng đã quá muộn. Sự bất cẩn của anh ta đã khiến người phụ nữ phải gánh cái giá quá đắt. Việc lắp đặt thêm đèn chiếu sáng kiểu tự chế của các phương tiện khi tham gia giao thông thì có thể gây nguy hiểm cho các xe khác vì ánh đèn chiếu gây chói mắt, làm giảm tầm quan sát của phương tiện di chuyển chiều ngược lại. Dẫu biết là nguy hiểm nhưng nhiều tài xế vẫn phớt lờ lời cảnh báo này. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế đã bức xúc trước một phương tiện xe container gắn đèn tự chế. Năm tài xế đã xuống xe và hành động bất ngờ. Chói mắt vì đèn tự chế của xe container đằng trước, năm tài xế quyết định dùng kéo để xử lý. Trong lúc các xe ùn tắc, người này xuống xe dùng kéo cắt dây dẫn điện đến hai bóng đèn trên. Nam tài xế hành động nhanh chóng rồi trở về xe. Tình trạng tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho các phương tiện không phải hiếm gặp. Điều này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều dân mạng sau khi xem xong clip tỏ ý cảm thông với hành động của nam tài xế bị đèn tự chế làm chói mắt. Số khác cho rằng anh ta nên xử lý bằng cách nhắc nhở trước đã. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Việt Hương vừa phát hành một bộ phim trên kênh YouTube chính thức của mình mang tên là Cân Mẹ. Đây là bộ phim được chuyển thể từ vở kịch Mẹ Yêu nổi tiếng của sân khấu kịch Sài Gòn, lắc cách thể hiện đạo làm con trong thời hiện đại khi họ bị chi phối quá nhiều bởi tiền bạc vật chất. Mang đến cho quý khán giả một thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử, đạo làm con khiến bất cứ ai cũng phải bồi hồi suy nghĩ lại về những giây phút trân quý nhất khi còn ở cạnh mẹ mình. Mấy đứa sẽ nuôi má trong vòng một tháng, hết tháng bưng má bỏ lên cân. Cân Mẹ là tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch nói Mẹ Yêu vang tiếng một thời tại sân khấu kịch Sài Gòn của tác giả Hoàng Thanh Du. Dự án được Việt Hương hun đúc suốt nhiều tháng liền. Cho một đề tài đã quá quen thuộc nên Việt Hương cùng đạo diễn Trung Lùng đã mất nhiều tâm sức tìm hướng đi và cách thể hiện mới cho tác phẩm. Trong phim, Việt Hương, Đại Nghĩa và Hoài Tâm sẽ hóa thân thành ba anh em, mỗi người một tính cách nhưng điểm chung là đều quá coi trọng vật chất mà quên mất việc trân trọng người mẹ của chính mình.
Với cách dẫn dắt câu chuyện bất ngờ, Cân Mẹ sẽ làm khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với thông điệp đầy tính nhân văn. Bộ phim hiện đã bắt đầu lên sóng trên kênh YouTube của nghệ sĩ Việt Hương. Thì má vẫn muốn là má của các con. Tiếp tục chương trình là thông tin thú vị dành cho quý khán giả yêu điện ảnh, đặc biệt là về phim hoạt hình. Lần đầu tiên Việt Nam có riêng một series phim hoạt hình hành động lịch sử để nói về các nữ tướng. Và hơn thế nữa thì đây còn là một trong các dự án mở màn làm nền tảng cho việc ra mắt phim điện ảnh Trương Vương. Cuối năm 2019, dự án điện ảnh Trương Vương khi ra mắt đã nhắc đến loạt phim hoạt hình này với tập đầu tiên kể về nữ tướng Bát Nàng. Nhà sản xuất Janet Ngô cho biết mục đích thực hiện series phim hoạt hình này là để giúp người xem hiểu thêm về các tuyến nhân vật trong dự án điện ảnh Trương Vương, đồng thời cũng đặt nền móng cho thể loại phim hoạt hình hành động lịch sử đầu tiên ở Việt Nam. Có 7 nữ tướng được chọn lọc để thực hiện cho loạt phim hoạt hình này, bao gồm Thánh Thiên, Lê Chân, Bát Nàng, Ả Chà, Phật Nguyệt, Hồ Đề, Quý Lan. Mỗi một nữ tướng sẽ có một câu chuyện riêng và một tài năng đặc trưng để khi quy tụ về một nhà với hai bờ trưng sẽ tạo nên một câu chuyện thật mạnh mẽ và ấn tượng trong lịch sử Việt Nam. Đó cũng là câu chuyện chính của phim điện ảnh Trương Vương đang được gấp rút hoàn thiện sẽ ra mắt khán giả Việt trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, trong những ngày giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, chúng ta lại có thêm niềm tin ở sự tử tế với những điểm phát xuất ăn, nhu yếu phẩm hay cây ATM gạo miễn phí đã đồng loạt xuất hiện ở nhiều nơi trong cả nước để chia ngọt sẻ bùi với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng rồi những câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh vấn đề này đã xảy ra. Dư luận xã hội lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi về chuẩn mực cho tấm lòng từ thiện cũng như lòng tự trọng của những người đến nhận quà. Xin mời quý vị đến với ghi nhận sau đây. Khi hàng quán dịch vụ, cửa hàng, quán xá tạm thời đóng cửa để đảm bảo giãn cách xã hội trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, thì đây cũng là khoảng thời gian mà người nghèo gặp khó khăn. Không chỉ khó kiếm tiền, họ cũng là tầng lớp bất lợi khi không được tiếp cận những suất ăn bình dân quen thuộc. Việc đi chợ để mua đồ về nấu nướng với không ít lao động tự do, có cuộc sống tạm bợ, bấp bênh là cả một vấn đề. Trong lúc khó khăn, những tấm lòng từ thiện đã lại tỏa sáng đúng lúc, với các chương trình phát suất ăn miễn phí, tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo. Ở bất kỳ điểm thiện nguyện nào, người ta cũng thấy tấm biển ấm tình người. Nếu khó khăn, xin lấy một gói mỗi ngày. Và cũng có một dòng chữ nhỏ hơn nằm lặng phía dưới. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác. Vì hơn ai hết, chính những người làm từ thiện hiểu được sẽ có những người không thực sự khó khăn, những người có điều kiện vẫn đến lấy quà từ thiện. Hơn 10 năm làm từ thiện, chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường 5 thành phố Sóc Trăng gặp phải nhiều trường hợp như thế này. Mình mới thấy nhà cô to hơn nhà mình nữa, xe tay ga có nữa, tiện nghi thì nó đầy đủ rồi. Thật sự ra nếu mình nói ra vấn đề đó thì nó cũng có một số anh chị em không hiểu được, thì sẽ nói mình một phần quà không bao nhiêu, nhưng mà tại sao mình phải xét nét từ ly từ tí. Nhưng cái Hạnh muốn nói ở đây là các cô bác hiểu rằng một phần quà nó không giá trị là bao nhiêu, nhưng Hạnh muốn trao cho đúng người, đúng hoàn cảnh. Tại vì cái phía kinh phí Hạnh đi xin nó không phải là nó không cực. Với lại là Hạnh muốn cái mục đích mình cho đến bà con, và bà con hiểu rằng cái người khó khăn hơn mình thì để cho người ta nhận, còn mình cảm thấy tạm ổn thì mình nhường cho những người khó khăn. Đó là cái mục đích của Hạnh. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại chợ Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Để hỗ trợ bà con bán vé số trong thời gian giãn cách xã hội, một số nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ mỗi người 200.000 đồng. Thế nhưng, có những người không bán vé số cũng giả dạng tranh phần, khiến buổi trao quà dừng lại đột ngột và nhiều người mất đi cơ hội được nhận hỗ trợ. Còn đây là những hình ảnh báo chí phản ánh trong thời gian qua, không ít người đi xe tay ga đến nhận quà từ thiện. Dù khó chấp nhận nhưng chẳng thể chối từ, bởi chẳng có một quy định cụ thể nào để phân biệt ai được nhận, ai không, khiến cộng đồng mạng gây nhiều tranh cãi. Theo mình thì mình không đồng tình những hình ảnh xấu đó. Vì khi một người chúng ta không khó khăn, chúng ta lấy một phần quà đó, thì những người thật sự khó khăn đang cần sự giúp đỡ, họ sẽ mất đi một cơ hội. Một cơ hội để họ có thể sống và vươn lên. Đó, mình không đồng tình những vấn đề đó. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng không có thước đo nào đánh giá mức độ nghèo khổ, làm điều kiện để nhận quà từ thiện.
Như cô bé này, không hiểu vì sao mình lại bị mời ra khỏi vị trí nhận gạo. Có lẽ chỉ vì em ăn mặc quá tươm tất. Khi tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh mới biết em thật sự khó khăn. Nhiều mạnh thường quân đã đến giúp đỡ, nhưng em đều từ chối vì cho rằng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cũng từ đây, người ta phải suy nghĩ sâu hơn về câu thành ngữ của cho không bằng cách cho khi phát tâm làm từ thiện. Lúc này thì không có cái ăn, thì họ phải bỏ cái lòng tự trọng của họ để nhận vài ba ký gạo. Thì người ta phải gạt bỏ cái lòng tự, cái tôi của mình và cái lòng tự trọng, họ đi nhận cái đó. Thì đấy là một cái điều rất là khó đối với họ. Đấy là một trong những người có tự trọng. Còn đối với một số người thì chúng ta lại nghĩ là hôm nay trong lúc này người ta phát ở miễn phí hả? Thì đi lấy. Đi lấy thật nhiều càng tốt. Và không những bản thân mình lấy mà khuyến khích người thân trong gia đình đi lấy. Đi lấy càng nhiều càng tốt, càng để đấy càng tốt. Thì đấy là một trong những cái tôi không phán xét họ xấu hay họ tốt. Nhưng có một điều là cái sự yêu thương và chia sẻ, và đặc biệt là về mặt tâm lý xã hội, chia sẻ này đối với mặt xã hội chúng ta chưa có. Thì chúng ta xem lại mỗi người chúng ta và tự phán xét đấy, tự nhận định đấy, nó có đúng và phù hợp với bản thân của mình hay không. Trong khi số lượng quà từ thiện luôn có giới hạn mà dòng người đến nhận thì vô chừng. Theo chuyên gia tâm lý xã hội Ngô Thành Thuận phân tích, nếu một người không thật sự khó khăn đến nhận quà thì cũng đồng nghĩa với việc một người nghèo khác bị tước đi cơ hội được giúp đỡ. Đồng thời còn tạo ra một nghịch lý, có kẻ giàu hóa nghèo, có người nghèo lại giàu nhân cách. Thưa quý vị, câu chuyện xoay quanh những chuẩn mực giữa của cho và cách nhận quà từ thiện trong mùa dịch Covid-19 vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị khán giả đừng quên gửi những phản ánh, những ý kiến hay những mô hình độc lạ, câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống đời thường về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 097-122-5053 để bà con miền Tây cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin nóng hổi nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.